Hôm nay, Thượng úy Rơ Ô Thuy, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Ia Mơ, bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cùng một số cán bộ biên phòng khác đến thăm nhà chị Cơ So Cha ở làng Lá. Chị Cha vốn lấy chồng từ rất sớm và sinh được 4 người con. Thế nhưng năm 2014, chồng chị qua đời do bạo bệnh. 5 mẹ con sống nhỏ nhóc, nghèo khổ mà không biết nương tựa vào ai. Theo tập quán canh tác của đồng bào Gia Rai, chị làm lúa rẫy theo phương pháp chọc, chỉa từng hạt. Mỗi năm chỉ làm một vụ vào mùa mưa, nên cái đói cứ dài dẳng từ năm này qua năm khác. Gia đình chị Cha là một trong 5 hộ được đồn biên phòng Ia Mơ phân công Thượng úy Thuy phụ trách giúp đỡ theo mô hình đảng viên phụ trách hộ, tức là sẽ được hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong trồng trọt, chăn nuôi, tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo cũng như phát triển các loại hình kinh tế hộ gia đình khác. Hai năm trở lại đây, có bộ đội biên phòng xuống giúp tôi làm lúa nước, hướng dẫn nuôi bò, nuôi heo, trồng rau, thì cuộc sống của tôi đỡ khổ hơn. Trước kia tôi làm lúa rẫy, mỗi năm chỉ thu được 10 bao lúa. Nhưng năm vừa rồi làm lúa nước thì tôi thu được 4 tấn là 150 bao. Tôi bán đi 100 bao, còn 50 bao để ăn. Bộ đội chỉ cho chúng tôi dùng máy cày, phun thuốc, bón phân, thu hoạch thì có máy gặt liên hoàn. Ít công mà hiệu quả cao. Một đứa con của tôi được đồn biên phòng nhận nuôi và cho đi học. Nay con đang học lớp 4. 2 năm nữa khi con học hết cấp 1, tôi sẽ nhờ bộ đội chuyển con sang trường nội trú Chư Prong để học tiếp. Trên cương vị là đội trưởng đội vận động quần chúng tại địa bàn xã Ia Mơ, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai hơn 10 năm, Thượng úy Rơ Ô Thuy đã cùng đồng đội mình thực sự chăn trở và lăn lộn với đời sống khó khăn của bà con đồng bào nơi biên giới. Các anh đã tham mưu cho chỉ huy đồn và chính quyền địa phương quy hoạch đất trống để triển khai mô hình lúa nước, kêu gọi các doanh nghiệp săn ủi làm lòng hồ dự trữ nước để đón nước trời. Chỉ cho bà con các kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật về cây giống, phân bón. Rồi thì mang giống cây điều về địa bàn trồng thử. Thấy cây hợp thổ nhưỡng, nhiều hạt, đều quả nên đề nghị xin nhà nước cấp giống điều cho bà con theo hecta. Nhà ai nhiều đất thì cấp nhiều hạt giống, ít đất thì cấp ít. Cả xã thi nhau làm kinh tế. Cùng với đó, các anh còn tích cực chăm lo tới đời sống sinh hoạt hàng ngày cho bà con. Hướng dẫn bà con xen canh cây đậu xanh, đậu bắp cùng với cây bắp lai để một vụ có đa dạng nông sản. Xin cấp bò giống cho hộ nghèo, chăm tới khi con giống đẻ được con bê thì bà con được tặng con bê, con giống lại chuyển cho hộ khác chăm. Đàn bò ở Ia Mơ vì thế mà không ngừng tăng lên. Từ khi áp dụng mô hình biên phòng là bà con mình áp dụng là cày này, bưa này, sợi này, bón phân này. Theo quy trình của biên phòng là bà con từ năm 2014 đến giờ là thu nhập hiệu quả rất cao. Ở đội công tác, quây quanh chiếc bàn xài là cán bộ biên phòng, đại diện chính quyền địa phương và các già làng. Mọi người đang cùng nhau họp bàn về việc phối hợp tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho bà con trên địa bàn trong thời gian tới. Do nhận thức còn chưa đồng đều nên bà con dễ bị những đối tượng xấu rục rê, lôi kéo, vượt biên sang Campuchia, gây ra bất ổn về an ninh chính trị. Chính vì thế, ngoài việc sâu sát bám nắm địa bàn, bộ đội biên phòng đồn Ia Mơ đã phối hợp triệt để với chính quyền địa phương, nhất là các già làng, những người có uy tín trong cộng đồng để từng bước giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cho bà con. Nên yên tâm rồi là lại tin tưởng. Ví dụ mà trường hợp có chuyện gì thì là này nọ thì dân sẵn sàng người ta báo cho cái tổ tự quản này là trường hợp mà không làm được thì là lại tới nhờ các lực lượng vũ trang. Hiện tại, đồn biên phòng Ia Mơ đang phân công 16 cán bộ đảng viên phụ trách giúp đỡ 69 hộ ở 4 làng Lá, Náp, Rông, Khôi. Chính các cán bộ, đảng viên, phụ trách hộ đã phát huy rất tốt vai trò, trách nhiệm, hiểu rõ hoàn cảnh cũng như tâm tư, nguyện vọng của từng hộ để phản ánh kịp thời lên lãnh đạo chỉ huy đơn vị.
Các anh luôn tranh thủ bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý để xuống địa bàn, hướng dẫn giúp đỡ các hộ phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự thôn làng, chung sức xây dựng nông thôn mới. Mỗi một ngày làm việc đều bắt đầu từ sáng sớm tới khuya, liên tục cơ động trên những chiếc xe máy dính đầy bụi đất. Thế nhưng sự yêu mến của bà con, sự trân trọng biết ơn của bà con khiến các anh luôn có thật nhiều năng lượng tích cực để hoàn thành nhiệm vụ. Xã Gia Mơ thì một xã biên giới, chủ yếu là người đồng bào Gia Rai là chính. Trong thời gian qua là có lực lượng đồn biên phòng Gia Mơ đứng trên địa bàn. Thứ nhất là an ninh chính trị. Trong thời gian qua thì nói chung là mấy bọn xấu á, cũng lợi dụng, cũng tuyên truyền bà con cũng rất là nhiều, cũng may mắn là được là nhiệt tình của bộ đội xuống tuyên truyền bà con để hiểu đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. Đấy, trong thời gian qua thì nói chung là bà con thì đi rẫy đi nương thì phát hiện những người lạ mặt để kia phải về báo cáo kịp thời để chúng tôi mà xử lý và để trả lại địa phương. Còn đồi và phát triển kinh tế, nói chung là trong thời gian gần đây thì bà con thì nói chung là đủ cơm ăn áo mặc là gần như là 80-90%, còn một số là đói nghèo là còn ít. Bà con với chính quyền thì rất là mừng. Thực hiện quyết định 345 của tỉnh ủy Gia Lai thì đã phân công một đồng chí cán bộ tăng cường xã giúp đỡ chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố thực lực chính trị ở địa phương. Bên cạnh đó cũng có nhiều cái khó khăn và cái vướng mắc. Cụ thể thứ nhất là do đặc thù của đơn vị là cái quân số là phân tán nhỏ lẻ ở các cái bộ phận. Cái tiếp theo nữa là cái bất đồng về ngôn ngữ, có một số cán bộ chiến sĩ là do đặc thù mới ra trường hoặc các cái đề bàn khác chuyển đến, thế quá trình giao tiếp trong thực hiện cái giao tiếp các cái ngôn ngữ đó còn có nhiều là cái bất đồng, có nhiều cái vướng mắc. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy tỉnh và cán bộ và Đảng ủy Ban Huy đồn thì mọi cán bộ chiến sĩ đều tăng cường tích cực giúp dân lao động sản xuất. Thứ hai là tăng cường học hỏi các cái như ngôn ngữ để cùng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng dân đến địa bàn cùng giúp đỡ quần chúng nhân dân trong về mọi mặt của để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở trên địa bàn. Ký ức đói khổ cực nhọc ở Gia Mơ đang dần lụi xa, thay vào đó là ngày mới lên với ruộng lúa, vườn điều, với những dải đường bê tông đang thành hình uốn lượn khắp thôn làng. Với những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, bà con vùng biên Gia Mơ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, an ninh chính trị được củng cố. Thế trận quốc phòng ở nơi đây cũng vì thế mà vững vàng hơn. 5 giờ Gia Lan xuống nhà địa bàn cho đội tổ tự quản nhé.